Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Nam Mộng Miền Tây Sống ở Sài Gòn. Nam Mộng nó cần bí tôm khô nha mọi người. Cần bí tôm khô mọi người mới được. Đường bột ngọt, tiêu muối, cơ đo. Có ít hẳn với tiêu vô. Đây là mọi người. Tiêu khô để cho đây là mụn mụn đang luộc là sướng. Mụn mua gì mụn cắt ra rồi mụn luộc cho mọi người, mụn luộc cho nó chín cạn nước cái xong rồi mụn bỏ ở đây mụn chia mụn khô cái lưỡi chân nấu đi dành nhá. Mụn chiên món đó xong thì tới mụn chiên món là sướng rồi. Mụn chiên món thịt này cho anh Thái ăn, anh Thái là mụn ăn thịt thôi chứ không ăn ké. Khô cá lưỡi chân của mình. Khô cá lưỡi chân mình như vậy. Khô này mình mua trên Facebook Thiện Phát của em Quyền. Mình đang luộc lạc xưởng xong rồi chiên. Xong rồi chiên thịt. Tôi chỉ một ướp á, chui ớt cho anh Thái nha. Khô cá lưỡi trong rồi đã chiên xong. Chờ mụn. Xong khi chờ đợi mình luộc lạc xưởng. Nó chín rồi. Thịt mình ướp nè mọi người. Thịt mình ướp luôn đấy. Thịt đùi. Cái thịt này nó dăm. Mình ướp. Muối ớt. Không để cho mát đó. Còn để lâu một tuần thì để cho mát. Ăn đá mọi người. 2-3 tuần thì để cho mát. Không có cho mọi người. Nó chịu ăn ké. Ăn thịt đó. Đó. Mình muốn chưa ướp cho anh thôi. Chưa ngủ xem thôi. Thôi chứ. Mình để cái dĩa. Đường bếp nó chói cái dĩa mà này. Trời ơi, bế cái dĩa này. Bà con cho nó. Cô xui lắm. Dù nó cạn. Nó cạn hết rồi, mình bỏ miếng dầu vô. Khi mà xào chút nữa là được các bạn ạ. Lạc xưởng của mình nó sẽ ngon, nó mềm. Nó chín, luộc thì nó chín. Khi nó cạn hết rồi là mọi người cho mặt. Cho dầu. Rồi chỗ này mình cất. Cất cái dầu riêng cho Thái nha. Và khi là xưởng mình mặn luộc nó cạn nước, mặn cho ít dầu ăn vô mọi người. Mình chiên một chút nữa là được mọi người. Cà sướng mình nó bị khét nha mọi người.
riêng về là sữa của mình nó sẽ chín, nó mềm mà nó thơm nó ngon. Nó lẽ bỏ cái chảo, cái nồi inox á, nó hơi bị khét á mà. Nồi inox nó đã luộc thôi rồi đổ qua cái chảo này. Nồi thôi bọn đổ lên đây đi, bọn chiên đây đi. Nồi nó hơi bị khô. Nhà Mộng ăn cơm đơn giản. Hôm nay Mộng ăn không ăn mà ăn hết ăn chơi, ăn qua ăn chơi. Mình thích ăn khét. Mình thích ăn khét quá. Khét quá ăn thì cũng phi. Mình thích lửa. Mộng rất ra cái dĩa. Ê, rồi, cái chảo này nó văng. Mình sợ lắm. Mang khẩu trang luôn mà nó vẫn văng, văng mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Đó, mà mọi người cùng bỏ đến có những mộng nhà mà mang cơm đơn giản vậy mọi người. Trong món thịt là sườn chiên. Còn bên đây là món thịt ba chỉ chiên nữa. Cứ quên thịt đùi với thịt nạc dâm. Cái cây của mỏng. Còn đây là khô cái đĩa chay. Còn như đây là cất sữa lạnh. Mai chiên tiếp cho anh thấy ăn vậy. Rồi, thật lạnh nó riêng vàng. Rồi, mình gấp thắt lửa, mình gấp ra. Đó, món này là bên Thái. Duyên vậy á, lát anh Thái về anh Thái còn hâm lại cho nóng. Giờ anh Thái đi làm rồi chưa về. Rồi cơm mộng đã nấu xong mọi người.